Thẻ quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một thành phần không thể thiếu trong chương trình của chúng tôi, bức tường ngăn cách giữa người chơi và nhân vật bí ẩn. Nhân vật bí ẩn biết người chơi là ai, nhưng người chơi tuyệt đối không bao giờ biết trước nhân vật bí ẩn là ai. Họ sẽ cùng song ca, sau đó dùng những dữ liệu mình có hoặc là những người bạn của mình bên dưới để tìm ra danh tánh của những người bí ẩn bên đây. Và ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một người mà Trường Giang vô cùng ngưỡng mộ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nói nghe nè, cái chương trình này là chương trình của con nít mà em mời chị chi vậy? Chương trình của con nít? Con nít mà, đúng ai không? Nói với chị? Trời, chị thấy màu sắc áo quần vậy là chị biết con nít rồi. Thế chị đang nói em là con nít à? Ừ. Thiệt, cách dành cho thiếu nhi đúng không? Xin chị hãy nhìn qua bên cánh trái, logo chương trình. Em đại diện cho chương trình, logo màu sắc rực rỡ. À thì đó lạ lắm à nha, chương trình phục vụ riêng cho thiếu nhi và nhi đồng. À, không phải. Không phải hả? Không phải. Chị đừng có lo. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị mời tiếp tục ra đây một cô gái đẹp, giỏi, công chúa chứ không phải người thường. Lâm Khánh Chi. Vì sao em đỡ tay trái mà em không đỡ tay phải? Sao vậy? Nó nặng quá, em không đỡ là mệt lắm. Ok. Đó, cái hộp nó nặng quá. Hiểu. Anh ghẹo ngoài. Anh gặp em, anh ghẹo em, anh dạnh nhàng. Khi người ta ghẹo mình là mình có sự thu hút. Dạ, cảm ơn anh nha. Và đã có hai người gái đẹp rồi thì phải có thêm một người đàn ông nữa cho nó cân xứng. Thưa quý vị, trùm của những bài hit Ưng Hoàng Phúc. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi hát với người tôi không biết họ là ai, nhưng thật sự là đồng nghiệp và vô cùng thân thiết. Ví dụ ngày hôm nay chị Hồng Vân đứng đây hát, người bên kia chị không đoán được, khi bức tường kéo lên đó chính là anh Quyền Linh thì sẽ như thế nào? Tình bạn người ta đang tốt đẹp, rồi bây giờ rồi lỡ mà không được rồi tan vỡ rồi làm sao? Thì đó, chị bỏ cuộc. Không. Còn ví dụ như Lâm Khánh Chi mà hát chung với Lâm Hùng mà nhận không ra thì sao? Ngày xưa đã đi cùng một đoàn ca nhạc hát bao nhiêu năm trời. Cũng kỳ ha anh ha, bạn bè thân với nhau anh em nha mà không nhận ra cũng ngại lắm á. Ví dụ như Ưng Hoàng Phúc mà không nhận ra giọng Nhật Tinh Anh thì sao? Xong luôn, quá áp lực luôn. Có thể nhiều khi chương trình làm cho mình khác đi để mình đón sai sao? Chưa chơi mà áp lực quá. Thiệt luôn. Các anh chị, người chiến thắng có nghĩa là người tìm ra được nhân vật bí ẩn sẽ được trao vương miện. Nhưng cặp sau mà thắng thì phải trao vương miện lại cho họ. Người cuối cùng được đội vương miện này có một cái đặc quyền dành riêng cho nó. Lát chúng ta sẽ bàn tới. Chúng ta sẽ lựa chọn một người chơi đầu tiên. Thưa quý vị thân mến, ông bà ta có câu gừng càng già càng cay. Cái gì vậy? Thôi đi. Người già để phải hội nhập trước đã. Bây giờ đang choáng dữ lắm rồi. Đúng vậy. Tôi quyết rồi. Người ta có câu tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Thân dài dai rộng. Ừ. Nhưng mà tuổi trẻ không thể qua mặt tiền bối được. Đúng vậy. Đúng không? Cái sự tôn trọng chứ. Càng già càng cay. Gì vậy? Em là cái MC kiểu gì vậy hả? Em có chứng kiến của em chứ, đúng không? Đúng vậy. Cái mùa này là chị chắc chắn chị là người lớn tuổi nhất đó. Cứ có những cái mình không cần nói. Không, chị cứ nói sự thật là như vậy. Nói lại, chuyên môn của ca sĩ là hát, còn mình là nghệ sĩ. Đúng rồi. Còn đây là ca sĩ, chuyên đúng môn rồi. Mình là hát. Hai đứa đó ca sĩ đó em. Nhưng mình nghệ sĩ hát trước mới lạ chứ. Không. Cô mới là hàng đầu, cô độc quyền. Không được. Không được đâu. Không được. Không được. Thôi bây giờ vậy, ngoài MC ra ở đây còn một người đàn ông nữa, Ưng Hoàng Phúc. Đúng rồi.
với những bài hit đình đám. Những cái gì khó khăn gian khổ, đàn ông phải là người gánh vác. Gánh vác. Mời cho anh Tư Phúc ạ. Yeah. Vỗ tay cho người đầu tiên phải hát, phải tìm nhân vật bí ẩn, đó chính là Ân Hoàng Phô. Yeah. Là Lâm An Giang. Là Lâm An Giang. Tóc dài hả, mặc một cái đầm sa rê. Tùng sa rê. Không, không có to em, không có to. Vừa phải thôi. Người ta cứ nói đừng quá yêu. Ủa biết rồi hả? Biết. Giỏi vậy. Mặc đầm công chúa kìa, bảo thiêu cho ai. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, trước khi có màn song ca thì luôn có một đoạn clip ngắn mà trong đó là những thông tin nghiêm túc, nhiệm vụ của chị Vân và Lâm Khánh Chi cùng tất cả chúng ta là xem và truyền đạt thông tin đó một cách thật lòng cho Ưng Hoàng Phúc. Tại vì Ưng Hoàng Phúc không được nhìn thấy nó và Ưng Phúc bắt đầu suy đoán, mỗi chúng ta cũng sẽ suy đoán ra rằng nhân vật bí ẩn xuất hiện ở đây là ai. Và Ưng Hoàng Phúc sẽ lựa chọn thông tin. Ủa em, mà thí dụ cái clip mình không thật luôn được không? Dạ, vậy thì khó cho Ưng Hoàng Phúc. Ác quá phải không? Dạ đúng vậy. Mà bây giờ người ác dễ chiến thắng lắm. Bởi vì cho chị làm ác đi. Ác đi. Ít nhất là hai chị em mình loại được một đối thủ. Chứ hai chị em mình không hợp tác đi. Và xin chị và Lâm Khánh Chi hãy nhớ, chị làm mọi cách để Ưng Hoàng Phúc đoán không được thì chị chiến thắng. Thấy chưa? Ưng Hoàng Phúc bị phạt. Còn nếu như chị làm mọi cách mà Ưng Hoàng Phúc vẫn tìm ra được nhân vật bí ẩn kia thì chị và Lâm Khánh Chi sẽ bị phạt. Kệ đi. Và thưa quý vị, ngay sau đây là video clip của chúng tôi. Cái gì vậy? Mời chị Vân và Lâm Khánh Chi kể lại đã nhìn thấy những gì cho Ưng Hoàng Phúc mường tượng. Em thấy trái na, mà hình như là trái na là thường thường là có ca sĩ giống cũng tên na, nó dùng ca sĩ tên na. Ca sĩ tên na hả? Nói chung là một người con gái mà nhỏ bằng phân nửa chị thôi nha, phân nửa thôi. Cao thì chắc có lẽ là cũng có thể là cao bằng chị đó. Tóc dài hả, mặc một cái đầm sa rê. Sa rê. Không, không có to em, không có to. Vừa phải thôi, ôm đẹp. Thấy một rừng mãng cầu, nó gọi là trái na đó nãy Chi có nói đó. Ca sĩ nào ở nhà tên na ta? Chị nhìn là chị bó tay đó, chị không có biết được luôn á. Mà chị có mường tượng là chị đoán được ai không? Thấy cô này là đẹp nha. Chị không cái có đoán dáng được. Thấy đẹp đó. Đẹp. Cô gái xinh đẹp đó. Có ca sĩ nào tên na không? Có thể tên Tina làm sao? Tina hả? Tina. Hay là Ngọc Na? Ngọc Na là hồi mưa bụi á. Lâu lắm rồi. Nhiều khi ở nhà tên na. Ờ. Thì Phúc nhớ đi, nó nghe nè. Dạ. Thấy có chữ ok á, ok á, thì thường mấy cô gái mà ok là thường là dễ thương nè, dễ thương, dễ chịu, không có khó tính lắm á. Coi trong ca sĩ nữ có ai mà dễ thương á, hả, nói gì nghe lời á, ok, ok. Nhưng mà cho em hỏi là chị nhìn thấy là nữ thì chắc chắn là em biết người này là nữ rồi, nhưng mà là ca sĩ hay là diễn viên hay là người mẫu? Che cái mặt. À, che cái mặt, che luôn cái miệng, thấy có một cái phọt thôi. Cái phọt. Mà cái phọt này là chỉ biết là ốm thôi mà không biết có cao hay không nữa đó. Tóc dài. Đó, tóc dài. Dạ. Tóc dài nhưng mà quăng nha, chứ không phải là dài thẳng nha. Ca sĩ thì dáng đẹp, tóc dài rất là nhiều luôn, giờ cũng rất là khó đó. Chương trình này cũng hiền hậu ghê, chương trình này quá hiền hậu. Chương trình phải làm khó vậy thì nó mới vui chứ. Lạ lắm à nha. Đúng rồi, bây giờ đó. Cái vấn đề duy nhất Ưng Phúc là phải lắng ngang giọng hát và cùng hát chung. Sau đó chúng ta bắt đầu đi tìm danh tính người đó. Và từ lúc đó trở đi, chị Vân và Lâm Khánh Chi sẽ được thấy mặt của ca sĩ. Và họ sẽ tìm cách nói khác đi để họ chiến thắng Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc được quyền là hỏi 5 câu hỏi dành cho nhân vật bí ẩn. Nhân vật bí ẩn có quyền từ chối 2 câu hỏi trong 5 câu hỏi đó nếu họ muốn. Mà chị Vân chỉ diễn như không diễn, tức là cái tài năng diễn xuất rất cao rồi, thì chỉ nói thật hay nói không thật, đố mà Ưng Hoàng Phúc biết. Vậy thôi nói làm chi, kệ người ta đi. Nếu không em an ủi cũng như không vậy. Ừ, em hỗ trợ tinh thần ta cũng như không vậy. Trời ơi. Chị không có phải là con người như vậy, em có hiểu không? Em hiểu chị, ít ác lắm mà. Trời ơi. Thiệt. Chị ít ác. Đâu có. Do, hồi nãy chị nói là mình ác đi đó. Mình ác nhất có thể, tức là mình cố gắng ác nhất có thể. Nhưng mà không ác được. Chị sợ chị không làm nổi điều đó. Trời ơi, mặt chị là mặt khuôn trăng đầy đặn, nét ngày nở nang mà.
được. Ở đây chỉ có Lâm Khánh Chi là khó nói dối Ân Phúc được thôi. Đi hát với nhau nhiều, nói dối Ân Phúc không được đâu. Làm cho nói dối được đúng không? Chưa biết. Chưa chắc nghe. Chút nữa sẽ biết. Lạ lắm mà nghe. Nhiều khi lâu quá không gặp, nhiều khi xa mặt cách lòng đó. Đâu biết được. Đúng rồi, tụi em 20 năm mà chưa gặp. 20 năm chưa gặp. Thưa quý vị, ngay bây giờ là sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn đầu tiên. Chị thấy vóc dáng này, chị đoán được ai không? Không. Sao đoán được cơ? Sao tấm màn bóng này? Em thấy giống Bảo Thi. Bảo Thi. Mặt đầm công chúa kìa, Bảo Thi chứ ai. Bảo Thi. Theo Lâm Khánh Chi là Bảo Thi sẽ cùng Ân Hoàng Phúc song ca ca khúc Người Ta Nói. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi con người. Đủ rồi, yêu đó là đủ rồi. Quá rõ ràng rồi. Quá rõ ràng. Ủa biết rồi hả? Biết. Ủa sao giỏi vậy? Nói vậy mặc dù là hát chưa rõ lắm, nhưng mà Phúc nghe cái câu đầu thôi Phúc có thể nhận ra được. Giọng quá quen mà nghĩ sao không nhận ra. Sao thì làm sao? Thì về chứ chơi gì nữa. Mới hát con câu biết là chơi gì nữa. Thì bởi vậy tự dưng giờ làm vậy sao được? Tại biết sao em nói nghe nè. Tại vì chương trình á là cho đón những người thân quen, sao mà không nhận ra được. Mình đón là chắc rồi nhưng mà đâu có biết đúng hay không. Thưa quý vị, Lâm Khánh Chi nói giống như là biết trước rồi hay gì á. Không, em nghe giọng em biết ai đó anh. Bây giờ nói nhỏ vô đôi tai Trường Giang nè, nói nhỏ thôi nè. Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ hả? Lý Nhã Kỳ. Chị sao? Hai chị em đón Lý Nhã Kỳ đó, còn Phúc đón ai là chuyện của Phúc. Thôi công chúa ơi, không bao giờ lừa được Phúc đâu nhé. Nói lừa đó, nói thật lòng, không chịu nghe, không tin tin thôi. Tại vì sao Phúc? Phúc nói sao? Công chúa đang lừa Phúc. Rồi, tôi sẽ giải quyết câu chuyện này. Xin mời nhân vật bí ẩn bước ra ánh sáng ạ. Wow, mạnh dữ. Ở chị khỏe không chị? Lâu quá. Lâu quá. Y chang luôn mà kỳ. Không phải kỳ. Đây cái này nhìn kỹ lại đi, em mới là kỳ. Khỏe không chị? Bị có cái mạng á, rồi bé Chi nó nhìn không có ra. Lâu lắm rồi mới gặp luôn đó. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, hai đứa mình là bằng tuổi nè, cỡ cỡ xem nhau đúng không? Dạ hên xui. Ủa, nếu mà hên xui bằng tuổi chị là chị, nếu bằng tuổi chị mà cùng lứa với chị mà hát hay cỡ này là chỉ có chị Hồng Đào thôi. Không phải Hồng Đào, này là bên ca sĩ mà. Không phải Hồng Đào. Nếu mà là ca sĩ mà lớn hơn chị Vân không, thì cỡ không chị thể nào có cái giọng trẻ lúc hát. Cái này là chương trình bóp giọng đó em, trời ơi. Ngoài không, tụi chị lúc ra lúc hát không phải là cái giọng lớn lắm đâu, là trẻ măng à. Cái giọng này là giọng cái dây thanh đới bị trùng rồi. Này lứa của chị. Không phải, chắc chắn không phải. Giọng này là cái giọng mà em ái mộ anh Ưng Hoàng Phúc đó mà. Dã man gì trời. Trời ơi. Công chúa nhớ em không? Công chúa nhớ em không? Công chúa là không biết chị này. Em là không có biết chị này. Công chúa nhớ em không, tức là em. Đúng không? Mà chị Vân lại nói là đồng lứa với chị, lớn hơn chị. Là hai người có cái sự mâu thuẫn. Trời ơi. Trong hai người đang nói dối. Nói chung là cả ba. Bây giờ nói thiệt đi. Người ta chỉ biết điện ảnh. Cô nói ca sĩ gì?
bên diễn viên không. Cái này thực ra là điện ảnh chỉ là cái trái nghề thôi. Đúng. À, vậy hả? Ca sĩ mới là chính. Mình thấy là cả hai người nãy giờ là đang hơi mâu thuẫn với nhau nhiều đó nha. Nhân vật bạn thân mến, chúng ta sẽ phải trả lời 5 câu hỏi, trong đó được quyền từ chối 2 câu. Ừ. Cho anh hỏi bạn bên kia ơi, bạn đã từng ở chung công ty với anh đúng không? Không dám đâu. Không dám đâu. Không dám đâu là sao? Là không có đó. Không có đó. À, ok. Tôi đã nói rồi, cái này là có làm diễn viên rồi, thành ra là ấy. Mà nếu như Phúc đứng bên bức tường mà nghe cái kiểu trò chuyện thế này chỉ có hài thôi. Thì đó. Mấy người làm hài mới nói chuyện kiểu này thôi. Làm diễn viên rồi bản lĩnh lắm. Đúng không vậy? Có phải em ở nhà em tên Na không? Ai cũng kêu em là Na. Trong 5 câu hỏi có 2 câu hỏi là em có thể trả lời sai, nhưng mà 3 câu hỏi là em phải trả lời đúng, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Em trả lời đúng. Rồi đúng. Rồi. Hồi nãy là hai câu kia là người ta trả lời đúng rồi. Hai câu gì rồi là trả lời đúng. À ok. Hồi nãy là trả lời thật. Trời ơi, không phải chương trình đang chơi tôi lên tôi ôm rồi, nhớ quá lâu quá không gặp. Cùng một thế hệ. Tên của em có chữ nào lót là chữ Bảo không? Câu hồi nãy là em trả lời thật rồi, cho nên là câu này em có quyền từ chối trả lời. Cái giọng này là cái giọng của bình tĩnh. Em có từng hát đứng chung sân khấu với anh chưa? Đứng chung sân khấu nhưng chưa bao giờ hát chung. Còn một câu cuối cùng. Em có gia đình chưa? Ủa có câu thì dễ mà. Có nữa có không nữa không? Có rồi không? Có rồi. Con cũng có luôn. Con cũng có luôn. Tôi đã nói là cái thế hệ của tôi mà tôi không tin tôi à luôn. Đã đến lúc phải đoán à. Có hỏi gì chị Hồng Vân và Lâm Khánh Chi không? Ca sĩ này quen lắm. Người nổi tiếng. Rất gần cũng rất gần mà cũng rất quen. Rất quen là cũng rất quen. Nhưng mà quá dễ đoán. Phúc nghĩ Phúc đoán là ca sĩ Bảo Thi. Tại vì vậy nè, ngay từ đầu á, là khi xuất hiện trên màn hình á, thì chị Vân với lại Khánh Chi là sẽ diễn tả thật. Là dáng đẹp, mặt thì che rồi không thấy, nhưng mà nhìn dáng là thước tha. Tên Na thì chỉ có Lona là Bảo Thi thôi. Bảo Thi ở nhà tên Lona. Cũng đúng. Không phải tên Na mà là Lona. À, hát chung với Phúc thì Phúc nghe được cái giọng. Phúc nhớ giọng của cô ấy mà. À, quá giỏi, tại vì Phúc hát với Bảo Thi cũng nhiều mà. Và bây giờ là phần âm nhạc còn lại, xin mời. Có một người vẫn yêu một người, vẫn được chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá yêu. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. À, lúc sau thì đúng là nghe giọng thanh thạo thật. Bị mình bị một tí xíu là lúc đầu không hát hết nguyên một câu, chỉ có một câu thôi thì mình đoán. Nhưng mà lúc sau thì đúng là chính là giọng thạo. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước
qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Cái này là không còn ai đứng bên ta thiệt luôn đó, là vì đoán không có ra túi. Nãy ông Phúc nghe một câu, ông nói, dù Phúc nghe một câu, Phúc vẫn biết người này là ai, người này là ai. Có cần xem lại đoạn vừa rồi không ạ? Biết rồi hả? Biết. Ủa sao giỏi vậy? Mặc dù là hát chưa rõ lắm, nhưng mà Phúc nghe cái câu đầu thôi Phúc có thể nhận ra được. Anh biết sao sai không? Tại vì lúc đầu em nó bảo thi đó. Phúc nghe là em. Lời nói đầu tiên cho Thảo xin gửi lời đến tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Dạ, xin giới thiệu với anh Hoàng Phúc, em tên là Thanh Thảo chứ không phải là Bảo Thi. Và mọi người có thể gọi tên em là Nà 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 Nà, có chữ Nà. Đó, rồi trong clip đó có chữ OK là OK chia tay. Như vậy là nhân vật bí ẩn đầu tiên của chúng tôi là búp bê Thanh Thảo. Và Ưng Hoàng Phúc dự đoán không chính xác. Quý vị các bạn thân mến, là cái vương miện vẫn còn ở lại với chương trình. Và hình phạt sẽ đến với Ưng Hoàng Phúc. Lúc đầu mọi người sợ là búp bê hát chỉ ba chữ thôi là Phúc biết liền. Nhưng mà không ngờ. Mời chọn lá thăm ạ. Chọn thôi, để tôi mở cho. Tài tôi hên lắm. Đơn giản mà, có gì đâu. Ăn hết trái ớt. Không ăn cay được nhiều. Ớt này đâu có cay đâu, ớt Đà Lạt đâu có cay. Ớt chuông đâu có cay. À, ăn này thôi đúng không? Này đúng không? Không, hồi nãy thấy Trường Giang đọc là ăn hết trái ớt chứ không phải là gấp một miếng ớt. Sắc cái này ra làm chi? Đề co mang tính thẩm mỹ, ăn này ngon, thơm, này nhiều vitamin. Ngon chứ không? Thưa quý vị thân mến, lâu lắm rồi mới gặp lại búp bê Thanh Thảo đã quay trở lại. Cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều, vỗ tay nồng nhiệt cho Thanh Thảo búp bê. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ Thanh Thảo sẽ là người xuống đó gia nhập vào cái hội tạo nghiệp kia. Sau đó mình sẽ tiếp tục dự đoán. Và thưa quý vị muốn ai là người lên hát tiếp tục ạ? Mọi người muốn ai ạ? Con mơn cuối tuần mà nắng nỉ con nào ra là làm vừa lòng quý vị khán giả. Ngay bây giờ xin mời Lâm Khánh Chi. Thưa quý vị, cặp song ca này sẽ có sau vài phút giải lao. Cùng thời chung với em thì em có bao nhiêu người á? Mà chơi đẹp cùng thời với em chơi thân hết. Em bảo đảm hát ba con biết liền. Em bảo đảm hát ba con biết liền. Vận động viên mà biết hát nha. Gia đang sợ là lát nữa hình phạt nó sẽ làm hư cái layout này. Hư layout này thì em làm ra hát nha. Quý vị đã quay trở lại với chương trình Lạ Lắm Anh Nha. Và lượt tiếp theo là Lâm Khánh Chi. Xin hỏi mình chọn bài gì để song ca với nhân vật bí ẩn? Em hát bài Tình Trong Mộng Mơ. Tình Trong Mộng Mơ là bài ngày xưa hát chung với lại Thanh Thảo hả? Hát chung với Thanh Thảo. Giờ lại hát với người khác. 20 năm rồi đó anh. Bây giờ hát với ai em đâu có biết đâu. Dĩ nhiên là không biết, biết thì chơi làm gì. Nhưng thật khó. Nếu mà hát con gái thì em khó đón, hát con trai em đón được liền. Tại vì nếu mà hát cùng thời chung với em thì em có bao nhiêu người hết. Mà trai đẹp cùng thời với em là em chơi thân hết. Sao biết hát cùng thời? Thì em đang nghĩ là như vậy đó. Nếu mà cùng thời em thì em bảo đảm hát ba con biết liền. Thưa quý vị, đoạn này sẽ được phát đi phát lại. Nếu như Lâm Khánh Chi sai. Sai thì thôi. Sai bị phạt. Đừng kiếm ăn ớt nha. Em thích ăn gà ta. Em thích ăn gà ta. Có gà ta chuẩn bị sẵn đi. Bây giờ sẽ có một clip để cho đồng nghiệp của mình bên dưới xem, sau đó thông tin lại với mình. Mình sẽ lựa chọn thông tin để mình đoán được người ấy lại. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý. Mời clip dành cho tất cả chúng ta. Ừ,
Chị Vân, chị kể lại hình ảnh vừa rồi được không ạ? Đó là một người đàn ông có một nước da rắn chắc nha, thích thể thao nha, dân tennis mà thể thao săn chắc có chừng là mà vận động viên mà biết hát nha, tại vì thấy cầm tennis rất là ok luôn á. Trong cái clip là có cái bánh kem hình con khỉ nữa. Bánh kem hình con khỉ là sao? Là vậy là tuổi con khỉ nha. Là bạn này tuổi con khỉ. Có thể là sinh năm 92. Đúng rồi, sinh năm 92 nha. 92, ca sĩ sinh năm 92 là ai ta? Ca sĩ nam năm 92 hả ta? Bây giờ Hoàng Mai nghe giọng hát thì mới đoán được, chứ bây giờ nói là không biết đoán ai thật sự. Đồng ý. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ nhân vật bí ẩn số 2. Thưa quý vị, nhìn sau cái màn bóng này là có vẻ là đẹp trai nha chị Vân nha. Tướng tá gọn gàng nha, nhưng mà là đang cố tình che kìa, đứng nghiêng nghiêng đó. Em thấy sao giống Chun Phạm quá vậy ta? Ừ, sao em nói tự nhiên giờ chị nhìn chị cũng tưởng tượng đó là Chun Phạm luôn á. Nếu mà Chun Phạm thì mình nghe mình biết liền chứ hả? Thì bây giờ phải nghe đi. Giờ cho hát đi. Mời phần song ca ngay sau đây. Từng lời nói yêu thương vành môi, từng ngày đã cho em mơ mộng nhiều. Dù ngày tháng bên nhau thật vui, tình như vầng thơ, ông em đến trời mơ. Trong ánh mắt nghe đắm đuối, ân ái say môi nồng, tha thiết với nhau chẳng xa rời. Nhìn trời cao, ta như mây giấu trăng sao, nguyện với nhau. Nào ngờ phải chia tay biệt ly, biết con tim đang nghẹn ngào. Nụ cười héo hắt trên bờ môi, ta khóc cay đắng cho mối duyên tình xưa. Ôi tiếc nuối cho dấu kiếp giang dở như cho tàn, có tiếc có thương cũng muộn màng. Đừng để đôi ta cách nhăn nhau, hãy mong người ơi. Ôi con tim cô đơn vắng trong tâm tươi miên mang nhớ nhung, dẫu biết yêu là đau sầu, cuộc tình mình sớm phai tàn. Thời gian hơi sao nữa lặng quên. Em ơi em chơi với tiếng thương bao nhiêu năm yêu đương chốn ta vương. Em ơi em chơi với tiếng thương bao nhiêu năm yêu đương chốn ta vương. Mãi trong hồn dâng đầy, rồi một lần xin nói đôi lời. Đến bao giờ ta mong thấy nhau. Cái này là hát cố tình, hát khác giọng, hát cái kiểu Omera. Vậy thì ai? Ai vừa rồi nói chỉ cần hát ba câu là tôi sẽ biết. Nếu mà hát cùng thời chung với em thì em có bao nhiêu người hả? Mà chơi đẹp cùng thời với em chơi thân hết. Em bảo đảm hát ba con biết liền. Em bảo đảm hát ba con biết liền. Em bảo đảm hát ba con biết liền. Anh, nếu như mà hát giọng thiệt, cái này là hát cố tình, hát khác cái giọng. Đoán được chưa ạ? Từ từ em đó. Rồi, ngay cả Ưng, Hoàng Phúc và Búp Bê cũng chỉ biết khi người ta xuất hiện đúng không ạ? Đúng rồi, đúng bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ. Bất ngờ. Anh ơi. Ủa sao người biết anh? Con trai mà em nghe giọng em biết là giọng con trai. Rất là đẹp trai nha, tướng tá cao ráo. Bạn này khoảng nhiêu tuổi Thảo? Cỡ cỡ Phúc rồi, nhỏ Phúc, cỡ cỡ Phúc vậy. Cùng lứa Phúc không? Cùng lứa đó. Đừng tin, đó là địch. À, là có bao nhiêu đâu nè? Lâm Hùng nè, Việt Quang nè, Hằng Thái Tú nè. Trời ơi, sao mà cứ tin Châu vậy Gia trời? Kiệt nè. Tin hơn ơi. Nói nghe nè. Tin hơn Phúc như vậy. Mắc mới gì mà tin vậy? Đã nói là hồi nãy rõ ràng là từ cái bắt đầu khi mà ca sĩ cất giọng á là toàn bộ là giả hết. Thích đánh tennis, Hằng Thái Tú cũng thích đánh tennis nè. Lâm Hùng cũng thích đánh tennis nè. Sao nhiều người thích đánh tennis quá à? Giờ chọn ai trời? Thể thao mà. Nói nghe, nhưng mà bây giờ cho em nói chuyện chứ, tự nhiên mọi người không cho em nói phỏng vấn sao được. Lâm Khánh Chi sẽ có mấy câu hỏi anh? 5 câu, trong đó nhân vật bí ẩn có quyền từ chối 2 câu. 5 câu phải không? Vâng. Anh ơi. Anh ơi. Cho em hỏi là anh có vợ chưa? Anh nhớ có vợ. À, chưa có vợ là còn độc thân phải không? Rồi câu thứ nhì, anh năm nay nhiêu tuổi? Quên tuổi mất tiêu rồi. Quên tuổi mất tiêu rồi. Từ chối. Rồi, giờ hỏi câu này nè. Ngày xưa
Cách đây khoảng chừng hai mấy năm là em với anh có chơi thân với nhau đúng không? Có. Ngày xưa có chơi thân với nhau. Chơi thân mà không nhìn ra nhau. Vô lý. Mình hỏi câu nữa. Bất chợt nhớ ra. Bất chợt nhớ ra. Ngày xưa tôi có hát bài Giọt Nước Mắt. Hình như là ông có hát lại bài này mà lời khác đúng không? Từ chối. Rồi còn một cuối cùng không được quyền từ chối. Hỏi. Cách đây 2 tuần đi một cái sự kiện, hai đứa mình có gặp nhau đúng không? Có nhớ. Có nhớ. Đúng rồi. Đúng rồi. Quan trọng là cái event đó mình gặp một người duy nhất hả? Không, gặp mấy người nhưng mà gặp gặp các ông này hai người nói chuyện cũng lâu. Có bao nhiêu người thôi, quá dễ mà. Nếu mà là con gái thật sự khó đón, tại vì Khánh Chi không có chơi thân với gái nhiều. Nhưng con trai thật sự ra điếm động tay, bao nhiêu người đẹp trai, 7-8 người, tôi chơi thân hết trơn rồi. Ủa Lam Khánh Chi ơi, Lam Khánh Chi nghĩ rằng những gì Lam Khánh Chi nói và mọi người ở đây ồ ạt như vậy là mình đang đúng hả? Không, thật sự ra Khánh Chi đón bằng cái cảm xúc của mình thôi. Tại vì nhiều cái mình suy nghĩ mình cộng lại mình nói ra thôi. Còn đúng hay không thì bức màn này kéo lên mới biết. Bây giờ cho hỏi Phúc một câu nữa nè. Hỏi Phúc câu. Ủa là như là tin mình ông Phúc rồi ba chị em tôi dục hả? Thì đó thì thôi, mình thì thôi đi. Ủa em nhớ chị thân em lắm mà chat mỗi ngày, sao chị hỏi em đi? Tại vì chat mỗi ngày mà em còn không nói em về đây nữa, sao em nói thiệt với chị? Nếu sao em nói thiệt với chị? Cái chuyện đơn giản thôi. Em tham gia chương trình cùng chị. Tại vì chị nghĩ là bài kỷ niệm hai chị em mình ngày xưa 20 năm. Bài hot ngày xưa. Bây giờ chị hát lại cho có cái cảm xúc nhớ lại chị mới khoe với em. Em im luôn vậy hả chị, với là xong luôn. Bây giờ em bước ra chị muốn xỉu. Em gạt tình bạn giữa chị với em. Tin tưởng gì nữa? Tin tưởng gì nữa, không còn gì để tin tưởng. Mời hỏi ông Phúc. Bạn này á là sao Phúc chút xíu không? Sau khi Phúc nổi xong rồi 1-2 năm nữa mới tới bạn này. Dạ, bạn này đi hát trước Phúc luôn. Nhưng mà nổi tiếng. Cũng nổi trước Phúc luôn. Rồi bây giờ nha, tính em á, thì em suy nghĩ cái gì là em không thay đổi. 1 là 1, 2 là 2. Bây giờ em xin chốt đơn luôn. Đừng dại dột như vậy, hình phạt nặng lắm. Nè, hôm nay không biết ai tạo cho công chúa cái layout quá đẹp. Đẹp, hôm nay công chúa quá đẹp. Ngày xưa Thanh Thảo hát với em lúc tụi em còn trẻ là Thanh Thảo lúc đó là rất là đẹp. Nên em hóa thân thành Thanh Thảo em phải thật xinh đẹp. Gia đang sợ là lát nữa hình phạt nó sẽ làm hư cái layout này. Hư layout này thì em làm layout khác à. Em là công chúa mà. Rồi. Thôi chốt đơn đi để khỏi mất thời gian của tất cả mọi người. Thì Khánh Chi đó là suy nghĩ cái gì? Là không thay đổi, yêu ai cũng yêu một người. Hết người này Khánh Chi mới yêu người khác. Đúng không? Bây giờ Khánh Chi chốt đơn luôn. Đó là Châu Gia Kiệt. Hôm nay chúng ta phá lệ, chưa có kết quả nhưng vẫn đeo. Để sự đau đớn nó tăng thêm. Đeo xong rồi tháo ra là em không chịu nha. Em nói trước. Tại vì em đeo lên tháo xuống em bị xui. Không có hơn. Còn không thì để hát xong rồi đeo. Music. Nói yêu thương vành môi, từng ngày đã cho em mơ mộng nhiều. Rồi ngày tháng bên nhau thật vui, tình như vầng thơ, âu yếm bên trời mơ. Trong ánh mắt nghe đắm đuối, ân ái say muối nồng. Tha thiết với nhau chẳng xa rời. Nhìn trời cao, ta như mây giống trăng sao, nguyện với nhau. Ôi con tim cô đơn vắng, bên trong tâm tư miên mang nhớ nhung. Dẫu biết yêu là đau sầu, cuộc tình mình sớm phai tàn. Thời gian hơi sao nỡ lãng quên. Em ơi em chơi mê tít, thương bao nhiêu năm yêu đương chúa ta vương. Mai trong hồn dâng đầy, rời một lần xin nói đôi lời. Đến bao giờ ta mong thấy nhau? Ôi con tim cô đơn vắng, bên trong tâm tư miên man nhớ nhung. Dẫu biết yêu là đau sầu, cuộc tình mình sớm phai tàn. Thời
thời gian hơi sao nữa lặng người. Em ơi em chơi với tiếc thương bao nhiêu năm yêu đương chốn ta vương mãi trong hồn dâng đầy. Rồi một lần xin nói đôi lời đến bao giờ ta mong thấy nhau. Thưa quý vị thân mến, nhân vật bí ẩn thứ hai là ca sĩ Châu Gia Kiệt và Lâm Khánh Chi, hoàn toàn chính xác. Hay quá, công chúa giỏi quá. Bây giờ trao chương niệm hả anh? Đúng vậy, nhưng lát nữa trả lại chương trình. Không, nếu chị Hồng Vân đoán chính xác cái nhân vật bí ẩn cuối cùng thì trao lại, trao lại cho chị Vân. Vâng. Nhưng mà em biết chị Vân thua rồi. Tại biết sao không? Sao? Hồi nãy chị Vân nói rồi, chị Vân chị hả không biết đón, lo tập trung nhớ hát lời sao nhưng đón được người ta được. Thua chắc. Thua chắc. Xong. Mấy đứa ơi, về mấy đứa ơi. Cảm ơn anh Châu Gia Kiệt đến với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì cho phép Kiệt được chào chị Vân, Thanh Thảo với em trai yêu Vượng Phúc và toàn thể tất cả quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay, và một người em thân yêu Dường Giang và cô công chúa rất là dễ thương. Tình bạn biết nhau thì năm 1996, đến đây là có hai mấy năm chứ nhiều, 24 năm. Đây, Vương Miện đã đội rồi, mình đã thắng nhóm đối thủ bên dưới. Bây giờ là hình phạt dành cho các anh chị ở dưới. Thấy sao? Thôi em thấy đừng có phạt ai hết. Tại sao? Đến đây chơi vui mà phạt người ta làm chi anh? Chứ là em được Vương Miện ra, em muốn phạt ai em cảm thấy vui, hạnh phúc rồi, thôi đi. Vỗ tay cho Lâm Khánh Chi ạ. À, như vậy là hiện tại Vương Miện đã thuộc về Lâm Khánh Chi. Nếu như chị Hồng Vân là người chiến thắng ở cặp song ca cuối cùng thì sẽ được trao lại cho chị. Và xin thưa với các anh chị ở đây, Vương Miện này có hai đặc quyền mà chúng ta sẽ thông báo ở vòng cuối của chương trình. Còn bây giờ, thưa quý vị, trước khi đến với phần song ca giữa chị Hồng Vân và nhân vật bí ẩn cuối cùng, chúng ta cùng nghỉ giây lao trong giây lát. Xin cảm ơn. Cái người lớn tuổi nhất thì đưa một cái câu khó nhất chỉ có anh Thành Lộc. Nguyễn Phi Hùng dạ cao rồi đẹp, còn nhảy đẹp bừng bừng phéo nô bia rượu cung nô tiếng kêu nhạc chèn lượn cài hết bò gơ còn cái chất lượng gà đồ bắt chước hoài lên. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Là Lắm À Nha, và đây là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chị ấy sẽ song ca với nhân vật bí ẩn cuối cùng. Chưa biết đó là nam hay là nữ. Nhưng mà biết sao không? Em có công nhận là nó hơi bị bất công là vậy. Chị là nghệ sĩ, chị đâu biết ca đâu. Đúng không? Mình ca được, không hay bằng ca sĩ thôi, chứ mình ca được hết. Mình làm hài, cái gì mình cũng ca được. Chị chọn bài hát gì ạ? Bài Nhất Trần Đời, tức là Trai Tài Gái Sắc đó, em nó có hai tên á. Bài này hồi xưa hình như chị có hát với anh Hoài Linh phải không? Không, chị hát với anh Thành Lộc. Dạ. Chị hát với anh Minh Nhí. Chị hát với Hoài Linh luôn. Đúng rồi. Ba cái người mà gọi là thân ơi là thân của chị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ là video clip mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Xin mời. Wow. Dạ. Quá. À. Trời. Ủa? Lạ vậy? Vậy thôi hả? Lạ vậy? Vậy thôi đó. Có có một chữ duy nhất thôi, 1m74 mà ở dưới mấy bạn này la quá trời la luôn mà sao mình nhận không ra vậy? Người đó không phải cái nhân vật nói đâu. Nhưng mà đó là cái hình ảnh là biết múa ba lê. Biết múa ba lê. Biết nhảy dance sport. Là giống Nguyễn Phi Hùng.
Có thể. Nhưng mà ở trong đó nó biểu hiện những cái gì đó em kể chị nghe coi. 1m74. Cái thông số thôi hả? Dạ 1m74. 1m74. Cao, nhảy dance sport. Dạ, cao, múa ba lê được. Biết nhảy. Dạ, biết nhảy. Biết nhảy ba lê, biết nhảy dance sport. Dạng là hồi nãy là cái vậy nè. Tóc dài. Tóc dài. Ủa mà cái đó là người đó luôn á hả? Không ạ, là một người khác mà tái hiện lại thông tin cho chị thôi. À, hiểu rồi. Vậy thôi đó, có nhiêu đó thôi á hả? Nhiêu đó. Trời ơi thiệt. Ngay một cái người lớn tuổi nhất á thì đưa một cái câu khó nhất. Gừng càng già càng cay, hãy chứng tỏ đi chị. Không có cay được, nhiều khi mà gừng giả. Giả giả là không có cay. Gừng giả. Gừng gì? Gừng gì? Gừng giả. Gừng giả là không có cay, gừng già mới cay, còn gừng giả là không cay. Gừng giả nó sẽ đắng. Đúng rồi. Con chỉ thấy là hình chớp 1m74 xong chớp rồi nhảy rồi biến hóa rồi làm nhưng liên tục. Nhưng mà mọi người không chú ý cái hình ảnh cuối cùng. À, cái gì? Cái gì? Cái chữ à. Cái cây gì mà sơn nước hay gì đó. Cây lăng, à cây lăng hay gì á. Cây để sơn nước hả? Một á là cây lăng tường, hai là cây lăng quần áo. Đâu chị muốn cái chi tiết cuối cùng của em á, cái cây sơn nước có hả? Có một cây lăng. Em cây lăng. Tại vì nó hiện lên trên màn hình là cái cây lăng màu trắng. À cây lăng thôi chứ còn không có là để sơn. Người ta không có thấy cái bức tường với không, cái cây lăng. Nó không có hiển thị sơn tường. Nó chỉ là cây lăng. Khả năng là ông này là bên xây dựng, stylist, nhà thiết kế. Hoặc là bên xây dựng, quét dôi rồi đó. Cái thông tin quá ít ỏi, không biết sao đoán luôn á, thực sự. Nên tập trung về clip này cho chị Hồng Vân nhiều hơn. Chứ hát chắc chị cũng không biết đâu. Hả? Cái gì? Phan Hiển. Hả? Phan Hiển không có cao. Phan Hiển không có tới 1m74. Năm có nói tuổi không? Dạ không ạ. À. Mà cái người này trẻ hay là lớn dạ, cỡ chị? Em không biết ạ. À. Mọi người cái người này lớn tuổi không hay sao? Không, vừa. Vừa trẻ ha. Nè, bây giờ chị nói nghe cái lứa tuổi của chị đó ha, cái lứa tuổi mà cỡ 40 đổ lên đó thì cái người mà biết múa ba lê thì nếu mà trong nghệ sĩ là chỉ có anh Thành Lộc. À, anh Thành Lộc thì anh Thành Lộc không có phải 1m74. Và anh đâu quét vôi? Thì đó anh Nguyễn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng. Dạ. Cao rồi còn đẹp nhảy đẹp rồi. Nhưng mà Nguyễn Phi Hùng có cao hơn 1m74 không? Có, cũng cao. Cao. Nguyễn Phi Hùng là cao, cho nên nó có cái thông số 1m74 là phải loại ra những người nào 1m74 thì mình để lại thôi. Nguyễn Phi Hùng cũng cỡ đó rồi, còn lại là hồi nãy thấy bay là tức là bay là phi, phi là Phi Hùng. Là bay hả? Dạ. Rồi hồi nãy Trường Giang nói là có sơn tường, đồ lăng tường gì đó thì Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường không có được, Vũ Cát Tường là không có 1m74. Thôi hát đi em ơi. Hát đi nha. Hát đi. Thưa quý vị, chúng ta chào đón nhân vật bí ẩn cuối cùng của ngày hôm nay. Âm nhạc. Anh công tử âu hồ nhất gái quê em quê cả con nhà tròn đôi tam đàn là bông bụi trắng tròn đôi chín chàng màu đen rất lặng đôi trai tài gái sắc kém chi nhau đôi trai tài gái sắc kém chi nhau anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang tiếng cuộn giang em tươi mát trên đời nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng canh nhà em lắm vườn trái cây rất bành đôi trai tài gái sắc kém gì ai dân trong làng mộng đám cưới lại trai trai thớt bò dê con gái thớt lợn gà. Trẻ tè gỡ xiếc đêm cưa tức lẻ dù ghìa trầm tuyển đuổi tuồng nghiệm người còn trẻ xem xéo đêm phụ diễn hoa từng bừng phéo nô bia rượu cúng nô tiếng kéo nhẹt chèn lớn đèn mừng quyền ương nghiệm đêm còn ghìa trêu xéo đêm phụ diễn.
hát xong rồi còn có hay cái nữa. Hay giống ca sĩ á. Có vẻ như chị Hằng Vân đã biết đó là ai. Bắt chước hoài linh quá trời quá đất. Cái câu cuối cùng hả? Trài thớt bò gơ còn gơ chất lượng gà đồ. Bắt chước hoài linh mà không phải giọng hoài linh. Cô ơi cô, cái tướng giống luôn. Cái tướng y chang Nguyễn Phi Hùng. Tướng giống Nguyễn Phi Hùng luôn. Đồ, cái này y chang anh Hoài Linh. Không, Hoài Linh không có cao như vậy đâu. Ê, cao hơn. Linh cao à. Cao hơn á. Không, cao, anh Hoài Linh sao rồi cao như Phúc được. Anh Phúc Linh được. Là 1m74 nha. Không thể nào. Tướng này phải cao cả Nguyễn Phi Hùng trở lên chứ không thể nào. Với lại cái ra mà nhảy cái này thì Nguyễn Phi Hùng mới nhảy chứ anh Linh nhảy cái được vậy. Cái này không phải là anh Hoài Linh nhưng mà là Dương Triệu Vũ. Có lý hả? Con diễn tả cho, con diễn tả cho. Người này mặc một bộ đồ chiếu thiệt là chiếu. Màu xanh à, màu xanh dương. Xong rồi có gắn tùm lum tà la đồng rồi vàng gì đó đầy người. Xong rồi đeo nguyên cái mặt nạ che hết cái mặt nên con không thấy ai. Dạ. Cái phong cách cái kiểu anh Vũ Hà á. Không, Vũ Hà là không phải. Vũ Hà là không phải, giọng của Vũ Hà dày lắm. Và thấy mấy bé này á mà cái người bí ẩn xuất hiện một cái là điên rồ lên. Dạ không ạ, đó là quy định chương trình phải điên rồ mọi lúc ạ. Không có, không có. Cái quy định của chương trình khác. Mà cái mà rần rần rộ rộ lên là tôi đã thấy cái không khí này ở Ký ức vui vẻ. Với hai đội trưởng á của cái bên Ký ức vui vẻ, cái đội 2020 và cái đội 2021 đó. Vui lắm, là những cái khuôn mặt này ánh mắt rực lên như vậy. Là chỉ với hai người thôi. Hai người, một người là Thanh Duy Idol. Một. Và một người là ST. Wow. Tại vì mọi người có biết không, là hai cái người đội trưởng đó là giống như là idol của rất nhiều những cô gái và chàng trai. Gương càng già càng cay. Mặc đồ thần đèn mà có đồng. Nói nghe này, cái giọng này á, nếu mà không có bẻ tiếng đó thì là đã là giọng của Thanh Duy Idol rồi. Mà bây giờ á, nếu mà giọng của Thanh Duy Idol mà bẻ tiếng lên nữa thì nó không phải là cái giọng này. Hiểu không? Để em giúp chị, đừng bẻ tiếng. Chào chị đi. Dạ em chào chị. Chị nghe chưa? Cái giọng này giọng mũi quá cưng, đừng có bóp mũi nói. Nói đàng hoàng coi. Không có được bóp mũi mà nói nghe. Đừng có bóp mũi mà nói. Dạ em chào chị. Trời ơi, sao nói không được bóp mũi mà bóp bóp hầu bóp họng nhỏ nữa. Khùng quá. Không bóp gì hết. Đừng có bóp gì hết, để nhỏ tự nhiên đi. Đồng ý chị. Dạ em chào chị. Dạ em chào chị. Giọng này thì giống giọng Chi Dân nha. Bây giờ vậy nè, tôi sẽ loại trừ Thanh Duy Idol là không cao 1m74. Chính xác. Đúng không? Chính xác. Thứ nhất. Cái thứ hai, cái cây cọ mà bạn nói với tôi hồi nãy á, dạ, là nó là sơn tường, sơn nước. Đại khái là sơn tường thì phải sơn bằng nước. À, sơn nước, hiểu không? Không, em thì hiểu lắm. Thì nó có cái chữ sơn ở trong đó. À, có chữ sơn ở trong thì đó. Thì là liên quan tới sơn thạch. Chính xác. Wow. Cho nên tôi sẽ dùng phương pháp loại trừ để tôi bỏ Thanh Duy Idol đi. Chị à, 1m74 là nói về chiều cao. Và có dùng cái cây sơn tường, đó chính là Cao Thái Sơn. Cao Thái Sơn là không cao 1m74. Bây giờ chị vẫn còn 5 câu hỏi nữa. Ok, này, ca sĩ bí ẩn, thời gian gần đây có làm việc nhiều với tôi hay không? Đã từng. Ok. Ca sĩ bí ẩn có đóng phim chung với tôi chưa? Không trả lời. Không trả lời là gì? Đang cố giấu. Giờ câu nữa nè. Ca sĩ bí ẩn có phải là một trong những thành viên của một nhóm nhạc hát một cái bài mà nổi tiếng từ trong nước ra ngoài nước, đến từ người già đến người trẻ đều thích, đó là bài Bóng Bóng Bang Bang hay không? Không trả lời.
Rồi hết quyền, đúng không? Không trả lời đúng không? Đúng rồi. Vậy là hai câu hết quyền rồi, còn lại còn hai câu phải trả lời. Hai câu nữa là phải trả lời. Đúng vậy. Và phải trả lời đúng. Ca sĩ bí ẩn, có phải lúc nhỏ bạn đã chụp hình chung với tôi và sau đó bạn xin tôi tấm hình đó để bạn post lên và nhận được cực kỳ nhiều những cái lượt like hay không? Gật đầu. Gật đầu đúng không? Gật đầu ạ. Rồi còn câu nữa chốt hạ luôn nè. Chốt hạ luôn vậy, nói thẳng luôn. Trong chương trình Ký ức vui vẻ, bạn đã đứng lên, bạn nói là bạn rất là cảm ơn tôi, bạn rất thương tôi, bạn thần tượng tôi và bạn tặng tôi một hộp bánh lưu đúng không? Gật đầu luôn, gật đầu luôn. Hỏi những cái câu mà triệt hạ luôn, nó không thể nào nó nói dối mình được. Xin lỗi. Xin lỗi. Gần bây giờ mới biết cái là sao nè. Thông báo cho chị, bên đó cháu đã về rồi. Làm sao? Quá mệt mỏi. Cháu mệt mỏi. Cháu nói không chơi nữa. Trước khi chị đón, em nghĩ một người nữa. Em nói thật sự. Các em nói thiệt sợ nha. Sợ mất vương miệng. Sợ em mất nói vương thật miệng. Sự. Để chị chốt hạ lần nữa nè. Em đừng cố gắng trong tuyệt vọng. Cái vương miệng đó nó hợp với cái phối màu này của chị. Trời ơi. Chị cưng thằng Sơn Thạch lắm. Chị cưng nó lắm luôn á. Chị mà có con gái mà xem tuổi nó là sống chết gì, chị bắt nó làm rể chị đó. Chờ đợi gì nữa à? Hát thôi. Hát ha. Mang xong ra. Tiếp gì? Rút vàng lần anh công tử chịu chơi. Nhưng mà có phải là nhờ em cái vụ cây sơn? Chính xác. Phải cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì chị không chọn lầm một đứa em quá đáng yêu của chị. Chị em mình làm như trong nghề á, nhìn mắt nhau là hiểu rồi.
Khi mà em bắt chị phải phân tích về cái hình ảnh này là chị biết có vấn đề rồi. Không ai nói cho chị biết là có một cái cây sơn tường ở trên đó. Chỉ có một mình em mà thôi. Vì chỉ có em thật lòng với chị, họ gian dối. Gian dối quá. Ôi, không chịu nói cho tôi biết cái đó. Đúng không? Đúng vậy ạ. Nhưng mà khi mà 1m74 và cây sơn tường, tại sao lại có cây sơn tường ở trên cái chương trình này? Vô lý, vô lý. Rồi nhìn mấy bé này á. Thưa quý vị, nhân vật dẫn cuối cùng là ST và chị Hồng Vân hoàn toàn chính xác. Xin hỏi là chị Hồng Vân, theo luật của chương trình thì cái vương miện đó bây giờ thuộc về chị. Chị thấy sao? Thực ra theo luật là phải gỡ đúng không? Dạ đúng vậy. Mà thực sự cái thì thôi gỡ đi, trời ơi em thua thì em đưa lại có gì đâu. Giữa chị em mình ai đội cũng đẹp hết. Không mà chị đội không có đẹp. Chị đội không có đẹp. Phải em đội luôn nha. Phải em đội luôn nha. Tại vì nó xẹp cái máy á. Tại vì nãy Chi nói là Chi đã đội lên rồi là không được lấy ra của Chi. Lấy ra xui. Chi sợ xui. Dạ. Đó mà công chúa lúc nào phải có vương miện thôi. Mình là thường dân thôi, mình cũng không cần có vương miện. Mình chỉ cần một thằng con rể này là được rồi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là theo luật là hồi nãy là Lâm Minh Chi sẽ phạt những người dưới. Nhưng mà Lâm Minh Chi nói rằng là có cái vương miện rồi, hạnh phúc rồi, không phải ai cả. Thì bây giờ tới chị Hồng Vân, chị chiến thắng thì chị có muốn phạt lại không ạ? Phạt lại là hơi bị kỳ nha. Em nhỏ hơn chị mà em chơi đẹp. Vậy mà nếu mà chị phạt lại là em không phục. Tội em quá. Tại vì biết sao không? Thực ra mà nói cái hình phạt á, mà theo chị biết á ha, như nãy á, Trường Giang nói á, là sẽ mất đi cái layout của em luôn á. Thành ra là thôi, thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Sống để đức cho con, có đức mặc sức mà ăn. Rồi bây giờ thưa quý vị, trước khi đến với vòng cuối cùng, vòng thứ tư, chúng ta cùng giải lao trồng giải lá. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Lạ Lắm À Nha. Và đây là vòng cuối cùng. Dạ. À, lẽ ra là có Thanh Thảo nữa, nhưng mà tại vì thưa quý vị là Thanh Thảo đang sức khỏe không tốt, nên là mạn phép xin quý vị là cho Thanh Thảo vắng mặt ở vòng này. Thì còn lại hai nhân vật bí ẩn, đó chính là anh Châu Duy Kiệt và ST. Xin mời Kiệt. Thưa quý vị, như thấy Trường Giang hiện đang có hai phong bì. Không biết bên trong ai sẽ được gì, nhưng chắc chắn một phong bì sẽ là 1 triệu đồng và một phong bì 20 triệu đồng. Bây giờ ba nghệ sĩ bên dưới sẽ được chọn. Chọn trùng cũng được, chọn riêng cũng được. Và chắc chắn có một người sẽ bị chọn trùng, bởi vì ở đây chỉ có hai người thôi. Riêng Lâm Khánh Chi là người đang đội vương miện, nên được một trong hai quyền sau đây. Thứ nhất, khi Chi đã chọn một người và Chi muốn dùng cái quyền bảo vệ thì những người khác không được chọn nữa. Hoặc cái quyền thứ hai là nhân đôi số tiền. Tức là như thế nào? Những người chơi bên dưới chọn nhân vật bí ẩn của chúng tôi, thì ví dụ như hai người chọn một người, số tiền trong đây mà là 15 triệu, thì chia làm 3, mỗi người 5 triệu đồng. Nếu như riêng Lâm Khánh Chi chọn thì sau khi chia ra thì riêng số tiền Lâm Khánh Chi được nhân đôi. Dạ, xin mời anh chàng đẹp trai chọn trước à. Nói chung ai cũng đẹp trai thôi, ai chọn cũng được mà. Rồi, giữ bí mật. Bây giờ anh Châu Duy Kiệt và ST, họ sẽ một mình coi cái giá trị trong phong bì. Sau đó nếu là tiền, họ sẽ có cách nói để cho mọi người không chọn, thì họ được nhiều tiền hơn. Xin hỏi anh Châu Duy Kiệt, anh mở ra được không ạ? Wow. 20 triệu hả? Hãy làm sao để người ta đừng chọn mình. Mời anh nói. Nhiều tiền kẹt, nói thiệt đi công chúa, để công chúa biết. Giờ sao ta, nói sao ta? Cái này nhiều lắm á. Là mỗi người được 330 đó. Ý đó là có 1 triệu đó. Là nhiều lắm không? Nhiều lắm thì để em chọn anh, để em anh chia. Ừ, vậy em chọn anh đi. Chọn Châu Gia Kiệt. Hốt chọn Châu Gia Kiệt. Quan trọng nha, quan trọng bây giờ mà Lâm Khánh Chi chọn Châu Gia Kiệt thì ơn phúc văng ra ngoài. Vì quán có một cái quyền. À, có quyền hả? Bảo vệ. Chị Vân, chị chọn ai ạ? À? Chị chắc chắn chọn con rể rồi đúng không ạ? Trời sao em hay quá à? Vậy nhưng mà ST nó có 1 triệu à. Kệ nó, có 1 triệu chị ơi. Ôi tiền bạc gì tầm này em ơi. Vương miện mà chị còn nhường được, muốn chi tiền bạc em ơi. Ôi Lâm Khánh Chi, Lâm Khánh Chi hãy chọn đi ạ. Hồi nãy nhờ phúc mà Khánh Chi thắng cái vòng kia, nên ra thôi bây giờ Khánh Chi chọn ST.
nhân đôi. Để nếu như Khánh Chi thua thì cho Phúc thắng. Rồi, đây. Một trong hai bao. Chúng ta mở bao này thì biết bao kia là cái gì liền. Ưu và Phúc đã chọn cho Duy Kiệt. Nếu là 1 triệu thì mỗi người 500 nghìn. Nếu là 20 triệu, mỗi người 10 triệu đồng. Phúc ơi, em quyết định kỹ mà em chọn anh chưa? Chắc chắn rồi, chọn rồi, còn suy nghĩ gì nữa. Yeah. Rồi anh em mình mỗi người 500 nha. Còn em được 660. Tại vì chị chơi quá đẹp với em thì em phải chơi đẹp với Phúc thôi. Ừ, ngoài Phúc thôi đi kệ, tùy lòng hảo tâm của nó chứ. Em mình phải để tự cái người đàn ông trong Ưng Hoàng Phúc trỗi dậy để xử sự với hai chị em mình. Mình không nói nữa. Nói nghe nè, bây giờ chị chơi đẹp với em mà em chơi đẹp lại với chị là chuyện bình thường. Ừ, mà em chơi đẹp với người khác để người khác chơi đẹp với chị em mình. Ok. Yes. Đó, thấy chưa? Mà bây giờ vậy, cái 1 triệu này em được là 300 nữa là nó là 1.350.000 thì mình sẽ qua quán của Trường Giang mình ăn. Đúng rồi, chọn quán Trường Giang mình ăn là em chỉ tính được cái số tiền trong 1.350.000 thôi nghe, còn lại hơn nữa là kệ em nha. Ủa. Sao câu chuyện này ảnh hưởng kinh tế gia đình em vậy? Thì đó, thì nói vậy nó vui là chính mà, lạ lắm à nghe. Cái tư duy. Bây giờ thưa quý vị, người phải lên tiếng đó là Ưng Hoàng Phúc. Người chị của mình đã nói với mình tiếng là không có quan trọng tiền. Mà giờ không lẽ mình quan trọng nữa thì nó kỳ quá. Nên thôi tự chia đi. Kiệt tự chia luôn. Kiệt tự chia luôn. Ủa, giao cho Kiệt luôn hả? Em giao cho Kiệt tự chia rồi, luôn hả? Đây, Châu Gia Kiệt. Châu Gia Kiệt thưa quý vị là một ca sĩ, cũng đi hát, cũng có một chút vốn liếng và sống chân tình với anh em. Chưa bao giờ mà đối với Trường Giang không một cái gì đó mà nó sai trái. Đúng không vậy? Đúng rồi. Thiệt luôn. Chân thành mà nói. Nói nghe, nếu anh khó chia để em chia cho. Nữa chết chưa mày. Anh khó chia để em chia cho. Bây giờ nè, 20 triệu ở đây mình là 5 người. Là mỗi người chia 4 triệu 6 người chứ. 6. Em 21 triệu. Ê, chi? 21 triệu. Đừng bỏ tôi ra, đừng bỏ tôi ra. Để em nói trước. Rồi nói đi. Không phải. Ở đây là 6 người, nhưng mà 5 người chơi một anh MC. Thì bây giờ mình chia 5 người là 20 triệu. Rồi 1 triệu bên đây chia mỗi người 300 mấy nữa. Thì chia ra xong xuôi rồi cộng bao nhiêu tiền qua ăn quán anh hết luôn. Mình chia bên đây là vui. Con năm mình qua quán anh chơi tạc ra 20 triệu ăn hết tiền rồi về. Nói chung là vậy là Trường Giang hưởng hết rồi. Đó, cứ gọi anh 20 triệu ăn hết quán là hết luôn. 20 triệu hưởng hết rồi còn là gì nữa. Em đó. Anh em mình đó vậy nè. Em có ý kiến nè. Bây giờ 20 triệu này cộng thêm 1 triệu này nữa thì 6 anh em mình thôi, sẵn đó thì mình mời luôn những anh em mấy anh em quay phim rồi. Không, quay phim bận rồi, quay phim bận rồi. Hết mà mình khoáng gian luôn. Chơi vui luôn. Nếu mà mời hết trong hội trường này thì 60 triệu anh Giang bù 40. Giang bù 40. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc ủa sao chị, sao chơi đường này em cũng lỗ hết trơn vậy chị? Không, nhưng mà mấy bạn tính như vậy chị thấy là hợp lý đó. What? Thực sự. Như vậy là cuối cùng là anh Ưng Hoàng Phúc mang về 10 triệu đồng, anh Châu Duy Kiệt 10 triệu đồng, Lâm Khánh Chi mang về là 660 triệu đồng, chị Hồng Vân 330 triệu đồng và ST cũng vậy. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây thống nhất lại là gom lại 21 triệu để tới quán Trường Giang ăn và tổng bill là 60 triệu và Trường Giang sẽ bù 39. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta rất vô thường nên tiền bạc không là gì cả với em. Riêng em chưa bao giờ biết em có bao nhiêu tiền và mỗi show kiếm được nhiêu tiền. Em không quan trọng về tiền. Nhưng vợ em rất quan trọng. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi được mang tên là Lạ Lắm À Nha, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Trò chơi đàn ông kia ha. 2, 3, 2, 3. Mới xuất hiện clip thôi là ướt nhẹp luôn. Quy là một người rất thông minh. Nói ra câu nào là không hiểu câu đó nha. Em xin mạnh dạn đoán là nghệ sĩ Lê Giang Minh Tuyết.
tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên nhờ, cũng đành phải xa tình thêm giờ. Qua đèo hải vẫn may bay điền núi. Ca sĩ Anh Thơ. Thì coi thật ra nãy giờ anh nói những gì thì em cũng chưa hiểu được luôn. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có câu vòng. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã sắc sỡ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đau đớn. Từ đầu bây giờ anh nói không biết anh có hiểu không, nên là em không biết phải nói sao để anh hiểu. Tôi đã biết mà, tôi không tin ai đâu. Phim mơ là sâu, không khi ghế game á. Lạ lắm mà nha. Lạ lắm anh.